Thưa quý vị, sáng nay, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc. Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các đợt thiên tai hỏa hoạn. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ năm 2024 đến năm 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị Trung ương lần này của chúng ta xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm và có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cho cả lâu dài đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Xin đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, các đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chúc sức khỏe các đồng chí. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Hội nghị Trung ương lần này xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 8 tháng 10.